Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh hai đối tượng điều khiển xe mô tô bằng một bánh bốc đầu trên cầu Đá Vách hướng Hải Dương đi Đông Triều. Qua điều tra xác minh, đội cảnh sát giao thông số 1 phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt và công an thị xã Đông Triều đã xác định được hai đối tượng xuất hiện trong clip này và ba đối tượng khác tham gia cổ vũ, quay clip phát tán lên mạng xã hội đều là học sinh trên địa bàn thị xã Đông Triều. Công an thị xã đã triệu tập các học sinh vi phạm và mời phụ huynh, người giám hộ lên làm việc. Bọn em nhắn tin qua Facebook, em bọn em định đi lượn tí ra Kinh Môn, thành phố Hải Dương để chơi, nhưng mà sang đến qua trạm thu phí một đoạn thì bọn em quay đầu lại cầu, lên đến cầu thì bọn em bốc đầu. Bố mẹ cũng có lỗi là không quản lý tốt để cho con của mình tin tưởng con quá, này cứ tưởng là con đi học, không nghĩ là con ra ngoài đi như thế này. Về trường mình đi làm công việc nó bấn bận, nhiều khi hai ngày về nhà. Con cái của mình bây giờ nhất là gia đình sẽ dạy dỗ con chưa được đến nơi đến chốn. Bây giờ gia đình sẽ nhắc nhở dạy dỗ con không để tái phạm nữa. Không chỉ chạy xe lạng lách bốc đầu, cơ quan công an còn xác định phương tiện các học sinh điều khiển bốc đầu còn lắp biển số không do cơ quan công an cấp, có số khung, số máy đã bị đục tẩy. Đầu tiên biển số là em nhớ là biển xe 98, thế em ném đi em về mua biển khác. Trên mạng đầu tiên thấy lên mạng người ta đăng nhiều đặt biển giả, em vừa đặt thế xong rồi em hỏi giá bao nhiêu, họ ở 300.000, họ gửi về nhà em trả tiền. Để làm tốt hơn nữa trong cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là xử lý và răn đe đối với các trường hợp cố tình lạng lách đánh võng bốc đầu, thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương, đặc biệt là đối với các đội hình sự để đấu tranh làm rõ các đối tượng, ngăn chặn ngay từ ban đầu. Để xử lý hiệu quả tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô, xe máy tham gia giao thông lạng lách, đánh võng, bốc đầu, cùng với việc tăng cường tuần tra phát hiện các trường hợp vi phạm, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt sẽ phối hợp với công an các đơn vị địa phương xem xét trách nhiệm để xử lý nghiêm đối với những phụ huynh, người giám hộ giao xe mô tô, xe máy cho thanh thiếu niên tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.